trời đang từ từ thủ dốc. Có một nhóm học sinh đang trên đường, bỗng thấy một bà lão hình như muốn sang đường vì xe cộ quá đông nên bà không thể sang được. Bà ơi, bà muốn sang đường phải không ạ? Để bọn cháu đưa bà sang bà nhá. Ôi, được thế thì kỳ hoa quá còn gì. Bà đến nơi rồi ạ. Dạ cảm ơn các cháu ngoan quá. Dạ không có gì ạ. Thế bà đi đâu mà sớm vậy ạ? Bà đi chợ sớm để mua đồ cho nó tươi mà. Thế các cháu đi đâu mà sớm vậy? Dạ bọn cháu đi sớm để chuẩn bị cho cuộc thi chinh phục thi thức của trường trung học phổ thông nha con A bà. Ôi, các cháu học ở trường đấy ạ? Cháu bà ngày trước cũng học ở đấy đó. Bây giờ đang làm bên Dubai giàu lắm cháu ạ. Thế các cháu học lớp nào? Dạ bọn cháu học lớp B ạ. Do thầy Nguyễn Thái Sơn chủ nhiệm ở trường thì chúng cháu mới vào trường chưa được bao lâu nhưng thầy luôn là người quan tâm giúp đỡ chị và chúng cháu. Một phần chúng cháu được đánh như ngày hôm nay cũng là do sự giúp đỡ của các thầy cô giáo bộ môn. Tuy thầy hơi khó tính nên chúng cháu biết thầy làm như vậy cũng chỉ đánh cho tốt cho chúng cháu thôi ạ. Vậy thì tốt quá còn gì. Thế các cháu đến với cuộc thi đã chuẩn bị được gì chưa? Dạ, bọn cháu chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi ạ. Bọn cháu đến với cuộc thi với mong muốn giao lưu, học hỏi thêm nhiều kiến thức cùng với các đội chơi ạ. Mà vậy cháu các tiết mục hay lắm nhỉ, bà không được xem tiếc thật. Mà từ nãy đến giờ nói theo cũng chắc muộn rồi đấy. Các cháu đi không kiểu muộn là lỡ mất cuộc thi giờ. Không muộn rồi, nhưng lên một cái ơi. Dạ, chúng cháu đi đây ạ. Chúng cháu và bà. Ờ, bà chúc các cháu thi tốt nha. Đi đi nhanh lên. Chị đoàn mấy em chúng em đến đây với mục đích giao lưu, học hỏi, chiến thắng. Chúc các đội thi ngày hôm nay hoàn thành tốt nhiệm vụ của lớp mình. Chúc cuộc thi thành công rực rỡ.